Xin chào các bạn, mình là Khánh Hoàng. Còn mình là Ý Trần. Tụi mình có mặt ở đây tại số 922 Quang Trung, Gò Vấp. Đây là một trong những chi nhánh chính hãng Suzuki Việt Nam. Thì trước mặt các bạn đây đang là Suzuki Intruder 150. Thì nói sơ lịch sử của Intruder, thì năm 1985 thì Suzuki ra mắt cái dòng xe này với dung tích là 800 phân khối, 1300 phân khối. Đến năm 2005 thì họ ngưng sản xuất. Rồi đến năm 2018 họ quyết định thiết kế lại bản vẽ và tung ra thị trường một chiếc xe Suzuki Intruder 150. Thì năm 2020 Suzuki, nhà máy Suzuki Việt Nam quyết định là nhập chiếc xe này về và phân phối nó tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng xe chính hãng được Suzuki phân phối tại Việt Nam nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ review, sẽ nói về thông số của chiếc xe này. Ok, không để anh em chờ lâu thì mình sẽ đánh giá về chi tiết về tính năng, kỹ thuật cũng như là hiệu suất của chiếc xe cho anh em xem như thế nào. Anh em nhìn sơ qua thì thấy một cơ thể rất là đồ sộ, nhưng thật ra nó chỉ có 150kg thôi, rất là nhẹ, tiện lợi cho anh em dẫn dắt trong đường Sài Gòn luôn. Chiều cao yên nó chỉ là 740cm, rất thích hợp cho người Đông Nam Á như chúng ta. Anh em nào mà 1m6 thì lên chiếc xe này có thể gọn nhẹ, có thể dẫn dắt và chạy trong đường Sài Gòn vi vu luôn. Đó, thì không biết anh Khánh là hiện tại anh đang cao 1m bao nhiêu anh? Hiện tại anh đang cao 1m72 và nặng 55kg. Rồi, ví dụ xin người người mẫu anh Khánh từ bên Malay về để ngồi lên chiếc xe Ấn Độ này xem nó có thể thoải mái hay không. Cái xe gạch này hơi chơi nha các bạn, nên là dắt nó hơi ấy. Hôm nay là trời bão nữa. Các bạn có thể thấy anh Khánh này hơi nhỏ con, người ốm gì. Hãy xây lên chiếc xe này cho anh em xem cái có cái dáng người của chiếc xe này ngồi chiếc này có hợp hay không nha. Rất may mắn các bạn, hôm bữa là mình được ngồi lên con xe Jetix 25 đời đầu tiên. Thì hôm nay tiếp tục là cái con Suzuki Intruder 150. Mình lại là người đầu tiên ngồi lên để coi nó là cảm giác nó như thế nào nha các bạn. Sướng. Nice. Cảm giác như mới yêu lần đầu luôn. Các bạn có thể thấy là tư thế lái rất là thoải mái. Đó, cho người lái thẳng ra. Tại vì nó là một cái dòng mà gọi là cruiser thì là tiện cho mình đi đường phố. Đó. Tiếp theo phần trước là anh em có thể thấy được cái bình xăng nó thiết kế khá là lớn nhưng được vuốt nhọn ở phía người ngồi sau thì có thể tạo tư thế cho anh em là khép chân dễ dàng, lái thoải mái. Bình xăng dung tích nó là 1 lít để cho anh em đi đường xa, về đường xa hay đi đường trường gì rất là ok, đảm bảo nhiên liệu cho anh em. Tiếp theo mình sẽ đánh giá về phía trước, về phần trước cho anh em thấy thì với cái tay cầm hơi rộng để cho anh em dễ dàng lái trong đường phố. Đây, anh em có thể thấy bên cái cùm tay trái đặc điểm nhìn dạng của nó, một cái nút phát sinh và nút đèn có pha ở dưới đây. Xin mời anh em qua mình coi cho rõ. Dưới đây là đèn xi nhan, kèn. Đó. Tuy là một cái dòng xe cổ điển nhưng tích hợp với một đồng hồ điện tử khá là hiện đại. Ở đây là mình thấy xe nhập nhưng mà nó có công tắc đèn đó. Nhiều người Việt Nam mình cũng hay ngại về cái công tắc đèn á, nhưng giờ bây giờ đã tích hợp cái xe này thì rất là tiện lợi cho anh em luôn. Ở phía trên là có một công tắc đỏ này là để tắt máy khẩn cấp cho anh em, rất là tiện lợi. Tiếp theo mình sẽ bật đồng hồ thử cho anh em coi như thế nào. Wow, anh em có nghe tiếng bơm xăng không? Nhờ cái công nghệ xe FI nó bơm xăng lên á, có FI nè, thông báo FI. Đây là đèn pha. Đó, bên đây là có đèn MOS và hệ thống ABS hiển thị cho anh em nha. Ở đây thì anh em có thể chỉnh như là IC nè, cái tính năng tốc độ chạy của nó, ví dụ nó chạy nhanh hoặc chạy chậm. Ở đây là cái nút set là nút về công năng đặc hiệu của trong chiếc đồng hồ này. Đó, nói chung là thông số đó anh em. Đó. Cái màu hiển thị trên cái chỗ này là nó bị lỗi hay là như thế nào? Không, cái đồng hồ này khi anh đề máy thì cái này mới kích hoạt nhanh thì nó sẽ tắt đi. Đó là công nghệ của Suzuki, em thấy nó khác biệt từ cái. Anh đề máy được không? Giờ anh đề luôn nha. Rồi anh đề thử, xin mời anh Khánh đề thử. Bây giờ cảm giác như anh đề thì anh có cần bóp côn hay không? Đề cái này anh phải bóp côn. Xe này hồi nãy mình mới trải nghiệm thử là cái này đặc biệt là phải bóp côn thì mới đề được. Ồ. Thì mời anh Khánh làm thử cho anh em coi như thế nào. Wow. Tắt các bạn. Tiếng xe, tiếng bô thì chắc mình sẽ nói sau. Xin mời anh em về cái phần trước, phần đèn để mình nói thêm về cái phần đèn trước cho anh em. Thì phần trước anh em có thấy là một cái đầu đèn nó khá là to. Tiếp theo
là một cái phụt upside down. Xin lỗi anh em, phụt ống lòng. Mình thấy nó rộng quá, thấy nó bự quá, tưởng nó upside down. Thực chất là nó ống lòng nha anh em. Thì tiếp theo là nó gắn liền cái cặp phụt là một cái hệ phanh đĩa đơn, có tích hợp ABS luôn nha, xịn sò nha anh em. Tích hợp ABS một kênh và con heo nó là Barry. Mình đọc tiếng Anh không có chuẩn lắm nên anh em thông cảm. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái bánh mâm đi. Bánh mâm thì mình thấy điều đặc biệt đó là mà thiết kế mâm chữ Y thì giống mấy cái dòng mà xe thể thao. Thông số lớp của nó mình đang thấy ở đây là 100/80/17. 100/80/17 là khá là lớn để đảm bảo cái độ bấm đường cho anh em. Nhưng mà anh em có thấy điều đặc biệt không? Nó thiết kế cái phần trước này nó thu nhỏ lại để anh em có thể khép chân vào, đỡ mỏi hơn khi đường đi đường Sài Gòn. Và đặc biệt là đằng sau nè, anh em có thấy đâu phần sau không? Chúng ta có được một cái miếng tựa nè, miếng tựa cho người ngồi sau rất là thoải mái luôn. Anh em chở đi gia đình đó, đi đường xa thì không có bị mỏi lưng nha, rất tiện lợi. Dàn áo anh em khi nhìn trên đó là anh em thấy dàn áo đó là một cái lớp nhựa nhìn rất là mố, rất là đẹp. Đây là một cái tem của Suzuki, đây là cái tên của chiếc xe, nhìn được mà tính bóng mà rơm rất đẹp. Tiếp theo, mình thấy một điều đặc biệt ở đây nè, là ở đây có cánh gió để tạo cái sự lướt gió cho chiếc xe. Nếu mà anh em đi tốc độ cao á thì nó sẽ không làm mớt dàn áo, bởi dàn áo rất là tuyệt vời. Ở đây chúng ta có một cái tem của Suzuki chính hãng họ đã nén vào đây để đọc cho mọi người cùng nghe ha. Nhãn hiệu Suzuki, tên thương mại là Intruder ABS, nhà nhập khẩu là công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki. Dung tích xi lanh là 154.9 cm khối. Quy chuẩn áp dụng một dãy mã của Việt Nam ha. Chu trình thử một dãy mã luôn. Ghi chú: mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng xe, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. Có nghĩa là như nào? Cái nhãn năng lượng này nó bảo là 1.8 lít trên 100 cây. Có nghĩa là không phải lúc nào nó cũng là 1.8 lít trên 100 cây, mà nhà sản xuất họ nói là tùy vào điều kiện. Ví dụ các bạn đi trong thành phố kẹt xe hay là các bạn đi đường trường thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn, còn đi thành phố là nó sẽ kẹt xe, nó sẽ tiêu hao mức nhiên liệu nhiều hơn. Còn phụ thuộc vào chế độ bảo dưỡng của các bạn, là các bạn có thay nhớt thường xuyên không, các bạn có chăm chút cho nó thường xuyên hay không. Nếu các bạn đi mà phá quá, không chăm chút thường xuyên á thì máy nó sẽ xuống và nó làm tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Ok, tiếp theo thì mình nói về động cơ. Sẵn anh Khánh nó nói về tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe, mình sẽ nói về động cơ. Động cơ này là SOHC, một cái động cơ đặc trưng của Suzuki, tạo một cái nước đề ba cho anh em cực kỳ bốc luôn. 4 thì đó, làm mát bằng không khí nha anh em. Ở đây mình thấy dung tích đó là 850 ml, có nghĩa là bộ ly hợp của nó nhỏ. Và đặc biệt cái chiếc xe này tại sao mà nó tiết kiệm nhiên liệu như vậy? Tại vì nó có cái một cái động cơ kết hợp với ta gọi sao ta? Tôi gọi nó là cái công nghệ eco của Suzuki, nó tạo cho một chiếc xe nó tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối luôn, bảo vệ thân thiện môi trường. Turbo nó được trang trí một cái lớp vỏ rất là to và bự, làm cho nó điều hài hòa chiếc xe, nó không có bị nhỏ hoặc là nó không có bị to quá, nhìn rất là cân bằng. Đó. Ở đây các bạn mình thấy cái cổ vô á, đây là cổ vô nè. Ui da, hơi nóng các bạn. Cái cổ vô này nè. Đó, nó kéo dài nó uống xuống đây. Qua đây là bầu vô. Bầu vô rồi nó mới cái bầu vô rất là bự nha. Xong rồi nó mới ra chỗ này. Đây là một cái miếng ốp thôi các bạn, có thể nhìn bên mình luôn đây nè. Nó chắc chắn á. Nhưng mà cái này là chỉ là một miếng ốp thôi, nó không thực sự là bô. Thì chút xíu nữa mình sẽ nhờ kỹ thuật tháo ốc ở đây ra. Và ốc ở đâu nữa? Ở đây. Họ giấu ốc ở đây rồi. Thì mình sẽ mở ra coi là cái lon bô nó có bự hay không ha. Thì chút xíu nữa mình sẽ tháo ra. Tiếp theo là về kế bên lon bô, nó là một cái thắng đĩa. Thắng đĩa này là thắng đĩa không ABS, bởi vì xe này chỉ có một kênh là ABS kênh trước thôi. Tiếp theo là vỏ này là 140/60. Tiếp theo là về dè đi, dè sau. À còn một cái điểm trên bô nữa mình chưa nói, đây là cái lưới. Đây là cái lưới của cái bô các bạn.
chút xíu nữa sẽ tháo ra cho các bạn coi là cái lưới này nó dính vô cái này hay là dính vô như thế nào. Chút xíu nữa mình sẽ mở ra thực tế cho các bạn cùng xem. Về phần dè sâu thì nó có tổng cộng là hai đèn. Thứ nhất là đèn hậu tích hợp vào xe luôn. Cái thứ hai là đèn xi nhan. Tại sao những chiếc xe tại Việt Nam về Suzuki, Raider, Sachia hay là Suzuki GSXS, R thì cái xi nhan nó đều như vậy? Bởi vì đây là tiêu chuẩn của Việt Nam. Mọi chiếc xe đều phải làm như vậy hết. Và các bạn muốn độ chế lại thì sau khi các bạn mua, các bạn đăng ký giấy tờ xong, các bạn có thể độ chế là cúc áo hay xi nhan hay là cái gì đó, tùy cái thích của các bạn. Các chân của người ngồi sau á, từ đây lên rất là, mình cảm thấy rất là thoải mái. Rồi chút xíu nữa mình sẽ mời một anh bạn lên ngồi đằng sau thử coi nó thoải mái như thế nào ha. Bây giờ mình đang nói về cái phần chân, dàn chân nữa. Rồi tiếp theo là về chống đứng thì mình không nói rồi. Chống nghiêng thì cũng không có gì để nói. Ở đây chúng ta có thấy một cái tem. Tem này tên là SEB Suzuki Eco Performance. Có nghĩa là động cơ này tiêu hao nhiên liệu, nó thân thiện với môi trường. Rồi tiếp theo các bạn biết cái này cái dắt gì, cái dắt này là cái dắt km. Tiếp theo là cần số. Cần số thì nhìn sơ qua mình tưởng nó là quick ship, nó có cái này thì, nhưng mà không phải đâu, nó là cần số bình thường thôi. Thì cái cần số này nó được làm theo kiểu chữ U, nhưng mình thấy nó hơi hình như hơi lỏng, để tí nữa mình siết ốc lại. Hay là nhà sản xuất họ cố tình họ làm như vậy để cho nó trơn tru hơn. Cái này mình chưa rõ nữa, cũng có thể là do ốc của các bạn. Ừ, cái này thì nó không gặp vô được, nó chỉ lúc nào cũng giãn là vậy thôi. Các bạn hãy thấy đây là khung đỡ động cơ. Mình nghĩ là nếu mà mình sở hữu chiếc xe này á, mình sẽ chế lại một cái miếng, bởi vì nó không có cái chức năng là tản nhiệt bằng gió hoặc bằng dầu, cho nên là nó không có cái bộ lọc ở đây. Cho nên là mình sẽ làm một cái miếng mỏ cày ở đây để mình làm cho nó đẹp hơn thôi. Tại vì hiện tại mỏ cày là chưa có đâu. Đồ mình sẽ tự chế, hoặc là những cái hãng khác khi không có xe rồi họ sẽ chế ra. Còn chính hãng, đây là chính hãng, mình không tự gắn vô. Còn về phần chống đổ á, thì hiện tại trên dàn áo này á, mình chưa thấy chỗ nào để bắt chống đổ cả. Và mình nghĩ chắc là phải độ chế thêm một cái gì đó trên đây. Thì cái này những anh em chơi xe thì họ sẽ nghiên cứu ra. Hiện tại thì mình chưa thấy cái ốc. Ở đây là bít luôn, dàn áo này là ấy hết. Hồi nãy giờ mình đi hết xung quanh rồi, bây giờ mình chưa mở ra. Bây giờ mình xin phép mở cái yên này ra nè, để coi nó có gì trong đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói lại về cái phần mở yên. Kim chìa khóa vô, dặn chìa khóa về phía bên tay phải và mở yên lên. Ý mở giùm anh. Đây, sẵn đây thì mình sẽ chỉ các bạn mở cái phần yên này luôn. Tại vì cái phần yên này nó mở hơi khó, nên anh em nữa mở yên đừng có giật ra thì nó sẽ ảnh hưởng thêm rất nhiều. Mình chỉ cần dặn cái chìa khóa bên đây, mình nắm theo chiều nè, anh em thấy thiết kế nó thành vòng cung không? Mình chỉ cần mở theo cái chiều yên đó thôi, đó là nó ra rồi, đó rất là dễ dàng. Rồi bây giờ trong đây có gì? Trong đây chúng ta có một cái hộc. Mọi người thường thường nghĩ là cái hộc này sẽ đựng áo mưa, nhưng mà đây là không phải đâu nha mọi người. Họ cái này miễn dỡ lên được. Trong đây có một cái dòng chữ là Don't put any project on this part, có nghĩa là chúng ta không nên để bất cứ cái gì vô trong này hết. Tiếp theo là cầu chì chính, cầu chì phụ. Đây là cái gì? Đây là cái dắt chỉnh sửa, trong khi mà chúng ta xe chúng ta bị hư hay là động cơ FI nó không hoạt động, ABS bị lỗi thì chúng ta sẽ ghim cái này vô máy tính để mà chỉnh lại trên máy tính. Bộ đồ nghề. Bộ đồ nghề khi các bạn mua chiếc xe chính hãng, nó sẽ có bộ đồ nghề đi theo xe. Tên của bộ đồ nghề này là Intruder luôn. Trong đây chúng ta gồm có một cái khóa. Khóa này là khóa 17 và 14. Cục vít. Một khóa nhỏ nữa, 10 và 12. Ok, hết nha các bạn. Đây. Chiếc xe chính hãng sẽ có bộ đồ nghề đi theo như vậy. Còn cộng dây để buộc đồ nghề lại. Các bạn, cái xe này rất
họ làm rất là tỉ mỉ các bạn, buộc dây đồ, đi điện rất là ấy. Nhưng mà anh em nào mua xe á, anh em phải để ý mở cái hộp này ra coi nó thoáng, tại vì mình thấy nó đây nó hơi không thoáng, thì anh tí á, chuột á, nó sẽ vô đây nó làm mở mày nè các bạn. Cho nên là anh em nào mà mua xe về mà ít đi hoặc là chùm mền á, anh em nên kiểm tra thường xuyên, khi chuột nó làm ổ á, nó dơ lắm các bạn, rất là nguy hiểm ha. Nó cắn dây điện, nó phá dây điện trong đây. Rất là nhiều anh em chơi xe mô tô về cruiser là nó bị làm ổ trong đây nè. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ vô và đóng nó lại. 2 hours later. Mình đã nhờ kỹ thuật tháo giùm mình cái hốc bô này ra. Thì mình lấy ốc đi hết rồi thì mình sẽ gỡ cái hốc bô này ra ha. Đây, các bạn thấy không? Họ làm cách xa nhau để cho là chống nóng, và trong cái này nó một cái miếng tản nhiệt. Cái này là rất là giấy bạc các bạn. Giấy bạc ha. Rất là tinh tế, họ làm rất là đẹp. Mình để trên đây ha, chứ không thôi là để dưới đất bị chày. Rồi, ở đây là lon bô. Lon bô này khá là to, có được chia ra hai lỗ nhỏ để thoát ra bên ngoài. Bây giờ các bạn nhìn cận cảnh được cây bô rồi đúng không? Bụng bô, rồi ra tiếp là ống xả, lon bô. Hai cái miếng này hiện tại thì mình chưa biết để làm gì, nhưng mà theo quan sát của mình là mình nghĩ nó làm cho đẹp hơn. Nó đẹp hơn thôi. Khi mà mình mở ra, sau trong đây con heo dầu này là Bieber chính hãng á. Bieber heo dầu là một cái thương hiệu nhánh nhỏ của Bembo. Bembo họ có một cái nhánh nhỏ, họ sản xuất cái Bembo, cái Bieber. Thì nó làm một cái miếng ốp nhựa ở đây che con heo dầu lại, để làm cái gì? Xình nó văng vô các bạn, nó tránh rơi vào heo dầu, rất là hay. Sử dụng ở đây là gấp đôi. Trong đây có một cái miếng che chắn bùn nha các bạn. Xe này thì không sợ nhăn bùn lên chân đâu, mình chỉ sợ nhăn bùn vô máy thôi, và họ làm cái miếng cao su này để che lại rồi. Tiếp theo là những điểm trừ trên Suzuki Intruder. Thì mình thấy là họ thiết kế bóng xi nhan là bóng halogen. Đèn chính nó là halogen luôn, và có một cái đèn đề mi, đó là đèn led thôi, thì mình cảm thấy chưa hài lòng với cái điểm này lắm. Mình nghĩ nếu mà mình sở hữu chiếc xe này thì mình sẽ thay cái bóng này thành bóng led thôi. Mình cũng hiểu được cái cảm nhận của Suzuki tại sao họ làm bóng halogen, có nghĩa là họ đang tiết chế lại. Tại sao hãng Suzuki họ sử dụng bóng halogen? Mình nghĩ là họ giảm giá thành lại một mức giá tốt nhất để đến với lại các bạn. Nếu như là thay bóng led hết thì giá thành của nó sẽ tăng lên. Suzuki họ cũng đã tính hết những cái vấn đề này. Mình nghĩ đây là một cái ý hay. Và em cảm nhận nữa, thì nếu mình đi đèn halogen này thì mình đi trời mưa thì nó ok hơn nhiều đèn led. Và được cái là thiết kế rất là to. Đó, không gian của nó chiếu sáng rất là to nên em cứ yên tâm. Và cái này mình thấy nó, anh em dân gian mình thường nói là cái này cái bát bất tử đó anh em. Ví dụ mình có quẹt không, qua quẹt á thì cái này nó sẽ xúc ra thôi, nó không có gãy giống như mình gắn mấy cái bát mà bát chắc cố định. Thì nếu mà mình gắn bát cố định á thì nó sẽ gãy bát liền, anh em phải thay xi nhan. Còn này mình chỉ xúc ra thôi, anh em phải gắn lại. Thì cái này một điểm cũng là cộng lại nửa trừ thôi, gọi là nửa trừ thôi của cái chiếc xe này. Thì cái dòng này cổ điển mà anh em. Cái đèn quẹt này nó bự các bạn, khi mà mình đẹp thiệt, công nhận là rất là đẹp, nhưng mà khi mình đi cà phê hay gì đó mình rửa xe những cái hầm á, mình sợ nó bị chày lắm. Nó mà quay qua đây nè, mình thấy nó diện tích nó bự quá, và cái người giữ xe á, quán cà phê á, họ hay sử dụng cái đầu này nè, họ ghi lên cái số bên đây, mà cái này mà ghi lên phấn á, nó khó bôi lắm các bạn. Mình thấy nó đẹp, nhưng mà mình thấy chắc là phải làm cái gì đó để họ ghi, hoặc là mình làm một bảng chỉ ở đây ghi số lên. Thứ này được thì anh em mình kỹ xe, mình nên dán keo nha. Thì mình dán keo bóng á, nếu mình họ có ghi là cái phấn á, đặc biệt cái phấn đó, thì mình chỉ cần chùi qua cái, mình dán keo chùi qua cái là ok. Là anh em để sơn này. Đúng rồi, nên dán keo chiếc xe này. Rồi nãy giờ nói nhiều quá rồi, bây giờ đề máy lên nghe tiếng bô. Chắc mời anh Khánh còn đang vân vân về dòng xe này chạy như thế nào luôn.
mai chắc tiếc quá, hôm nay là trời nó hơi mây đen tí xíu và không gian nó không có đủ để anh em mình trải nghiệm chiếc xe này. Thì anh Khánh chắc có thể là ngồi lên xe đời máy thử cho anh em nghe tiếng vô cảm nhận anh em. Ok. Còn cái sự mà chạy hay là cảm nhận về cái cảm giác lái, chắc nhờ anh em nào mua chiếc xe đầu tiên xong rồi chạy xong review cho anh em mình cho em thử như thế nào. Bây giờ anh đề máy lên ha. Cái máy này sử dụng máy của Suzuki Gixxer 150. Ok, đề máy lên. Sau khi mình đề máy lên thì tiếng máy này rất là êm các bạn. Hiện tại cái mic của mình đang nằm trên nút áo cho nên là cái tiếng máy nhiều khi là không nghe luôn, thì mình sẽ xuống gần nó hơn. Rồi mời ý nẹt bô nhẹ một tí cho các em cùng nghe cái tiếng bô của cái ấm lắm các bạn. Tại vì những cái khách hàng của mình khi mà sở hữu chiếc xe này thì họ thường thường là họ rất là đầm tính. Đầm tính và chất cái độ khi mà chơi xe những dòng xe Cruiser này rồi á, Cruiser á, cần một cái phong thái của họ là quý tộc, phong thái của một quý ông, cho nên là họ sẽ không thích những cái tiếng quá ồn ào đâu. Cái tiếng vô này là thích hợp cho những quý ông. Chúng ta đi đường Sài Gòn, mình đi cà phê hay đi dạo gì đó thì xe này ok, rất là đầm và vừa nhìn nó sang trọng nữa. Rồi bây giờ mình ngồi lên, mình mời ý ngồi lên sau lưng mình để xem coi là cảm giác nó như thế nào các bạn khi mình chở một người ngồi sau. Lên cũng khá dễ dàng, tại sao? Tại vì cầu yên nó cũng là thiên tốn 750. Được cái là nếu mà mình đi đường xa có một cái điểm tựa ngay lưng mình nào, mình sẽ đỡ mỏi hơn, đỡ mỏi lưng ngay đây hơn, rất là tốt. Này là thiết kế hoàn chỉnh hơn. Với lại á, mình thường thường là mình thấy nó sẽ có một cái khung sắt, sau đó là họ nối lên, họ là để hai cái thùng. Thường thường là họ đi thùng Givi hoặc là thùng chính hãng Suzuki, thì hiện tại cái xe này mình chưa thấy cái thùng nào hết. Cho nên là nếu mà mình sở hữu nó thì mình chắc chắn là mình sẽ làm một cái thùng để chuyên đi phượt. Tư thế này ngồi này thì đi đường xa chắc cũng là hơi mỏi lưng các bạn. Chồm tới trước thì hơi ấy, hơi cũng mỏi lưng luôn, mà ngồi về sau ngã về sau hết thì nó cũng hơi kỳ. Cho nên là đi đường xa cái lưng mình sẽ hơi mỏi chắc chắn luôn, đó là chắc chắn. Với lại khi đi đường xa nó không có miếng chắn gió ở đây các bạn. Nếu mà các bạn đi xe này á, nên đi thứ nhất là full face và mặc áo cao lên, càng đi xa gió cho người nó càng mệt, tại vì nó không có kính chắn gió ở đây. Nhưng mà gắn kính chắn gió ở đâu thì mình cũng chưa biết luôn. Thì chờ anh em sở hữu nó và độ chế nó lại thì mới ra được vấn đề. Rồi cảm giác của ý ngồi sau như thế nào? Em là chắc chắn là ngồi đã xong rồi, tại vì đến đây cũng có một cái điểm tựa để ngồi lưng nè. Ồ. Cái này nếu anh em nào mà chúng ta thương vợ, chúng ta một cái giường luôn ra gắn đây. Ok, tiếp theo là cái gì? Tiếp theo là cái cục máy này. Hồi nãy là ý của nó là SOHC, nhưng mà nó chỉ có 5 số thôi. Thường thường những chiếc xe Taycan của Suzuki là 6 số, nhưng mà ở chiếc xe này Cruiser nó là 5 số. Mời cameraman quay mặt đồng hồ cho anh em cùng xem. Tín hiệu ABS hoạt động bình thường ha, chỉ là nó tắt mới là bất thường. Rồi bây giờ vô số 1 nè. Vô số trước. Ok, vô số 2 là mình dậm về sau ha. Đấy, số 2, số 3, số 4, số 5. Rồi, số 5 hết rồi, hết dậm được rồi. Bây giờ mình muốn chạy số 4 là mình dậm về trước. Ok. Rồi, móc nhẹ. Cái này giờ các bạn móc cũng được, mà các bạn dậm về sau cũng được. Rất là ok. Dùng được ok hơn nhiều. Mình xin phép tắt máy. Bây giờ nói về phần giá. Giá của chiếc xe này hiện tại đang dao động từ 80 triệu đổ lên và dưới 90 triệu đối với những khách hàng nào ở thành phố, hộ khẩu thành phố thì là phí trước bạ là 5%. Đối với những khách hàng nào, đối với những khách hàng hộ khẩu tại thành phố thì là thuế là 5%.
và các thị xã là 2-3%, cộng thêm tiền biển số nữa thì đâu đó nó sẽ dưới 90 triệu và trên 80 triệu. Thì đối với những anh em mà tài chính nó còn mà bị giới hạn thì mình sẽ mời một cái bạn nhân viên trả góp của Minh Long tư vấn về giá trả trước chiếc xe này. Thì xin mời bạn ngân hàng MB. Và hiện tại là cái giá này thì khách đã công bố, còn anh em nằm còn lo lắng về tài chính thì hôm nay mình sẽ mời một bạn nhân viên nữ của mình MB tư vấn cho anh em, chỉ cần mình trả trước bao nhiêu mình có thể nhận được chiếc xe hoặc là thanh toán một cách nào thì mình có thể nhận được chiếc xe nha. Rồi xin mời bạn. Dạ thì so với anh chị nào á, thì còn lo lắng về vấn đề tài chính khi mà mình muốn sở hữu chiếc xe này á, thì anh chị có thể tới trực tiếp cửa hàng hoặc là làm hồ sơ online cũng được. Thì mình có thể trả trước từ 20% tới 70% giá trị xe, thì khoảng 25-30 triệu, 35 triệu tùy tùy vào khả năng tài chính của anh chị nha. Cái hạn mức cái thời gian á là như thế nào em? Dạ thì sẽ thời gian thì sẽ có 6 tháng đến 36 tháng tùy vào anh chị muốn lựa chọn. Là 6 tháng rồi 12 tháng. 6 tháng, 9 tháng. 2 tháng, 15, 18, 24 tới 36 tháng. Có nhiều okay. option cho anh em lựa chọn. À quên nữa, thì ví dụ mà anh muốn trả góp thì anh cần hồ sơ như thế nào em? Thì thủ tục rất là đơn giản luôn. Chỉ cần chứng minh nhân dân bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân hộ khẩu. Thì anh chị nào muốn làm cái lãi suất nó ưu đãi hơn nữa thì mình có thể chứng minh thu nhập. Mình có thể sao kê mức lương của mình để ngân hàng sẽ hỗ trợ cho anh chị làm được cái mức lãi suất tốt nhất. Thì ngoài ra ngân hàng MB thì ở Minh Long còn hỗ trợ bạn ba ngân hàng khác cũng như là Zac nè, HD. Hiện tại là anh em có thể thấy là HD đang gắn băng rôn cũng hơi nhiều, nó hơi nổi màu đỏ cho anh em đó. Ngoài ra thì có thêm một ngân hàng FE thì để cho anh em lựa chọn nhiều option và nhiều ưu đãi hơn của các ngân hàng khác. Thì nếu anh em nào có thắc mắc thì xin vui lòng comment ở phía dưới để mình có thể nào mà chép tin nhắn và trả lời nhanh kịp thời cho anh em. Tụi mình mới vào cái nghề review này thì mình mang đến cho các bạn những cái đoạn review chân thực nhất, thực tế nhất và trải nghiệm nhiều nhất. Nếu trong quá trình review có sai sót các bạn hãy comment và góp ý cho tụi mình ở cái video này. Và đừng quên like và subscribe kênh Minh Long Ô Tô để cập nhật giá xe và xem xe giá xe thường xuyên nha anh em. Like và subscribe ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.